Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Thời gian qua, trên mạng xã hội nổi bật lên những vụ lùm xùm tống tiền người tình bằng những ảnh nóng, clip sách. Nhiều người là nạn nhân vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết cần phải làm gì. Nhiều người ngậm đắng nước cay chi tiền, thậm chí trở thành nô lệ tình dục mà không dám báo lên công an, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng và đòi hỏi quá đáng. Vậy, trong trường hợp này, nạn nhân cần phải làm gì? Người có hành vi tống tiền bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết. Theo phản ánh của anh Quy, cách đây vài tháng sau khi kết thúc cuộc nhậu liên hoan với bạn, anh Quy về nhà lướt mạng xã hội bằng các tài khoản Facebook, Zalo và TikTok. Thấy một số tài khoản có hình ảnh đại diện là nữ giới sexy, anh Quy tò mò nên vào xem thử. Ngay khi bắt chuyện, đối phương tỏ ra rất thân thiện, chủ động rút ngắn khoảng cách. Chỉ đôi lời qua lại, đối phương gợi mở chuyện yêu đương. Cho là mạng xã hội ảo sẽ không mất gì, anh Quy nhận lời thử xem sao. Khi lấy được sự tin tưởng, đối phương ngỏ ý rủ anh Quy chat sex. Sẵn hơi men trong người, anh Quy liền đồng ý. Đối phương sử dụng ứng dụng Telegram để gọi cho anh Quy. Cuộc video call kéo dài khoảng 13 giây. Kết thúc trò chuyện, anh Quy đi ngủ, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng có gì. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, đối phương đã gửi các ảnh chụp màn hình và video cuộc chat sex tối qua cho anh Quy, kèm theo yêu cầu chuyển 10 triệu đồng. Nếu không đáp ứng, đối tượng sẽ phát tán những hình ảnh, clip này. Lo sợ, nhưng vì không có tiền, anh Quy từ chối. Đối tượng liền đe dọa đã hack được danh bạ điện thoại và sẽ gửi các hình ảnh trên cho người thân của nam thanh niên. Thấy nạn nhân im lặng, đối tượng liên tục khủng bố cuộc gọi, thậm chí gọi cho người thân của anh Quy để gây sức ép. Cứ như vậy, mỗi ngày anh Quy phải chịu đựng hàng chục cuộc gọi cùng các tin nhắn dọa dẫm như không chuyển tiền thì đừng trách, chuyển tiền xong sẽ xóa video. Sau thời gian dài có thời điểm rơi vào trầm cảm, anh Quy quyết định trình báo cơ quan công an. Công an tiếp nhận tin báo nhưng cho biết việc điều tra sẽ rất khó khăn vì đối tượng lừa đảo dùng tài khoản ảo và các đầu số ở nước ngoài. Ngoài vụ việc của anh Quy vừa qua, công an các địa phương cũng giải quyết hàng loạt tin báo tương tự. Đặc điểm chung là nạn nhân nhận lời chat sex hoặc gửi hình ảnh, clip nhạy cảm cho một người quen thông qua mạng xã hội, sau đó bị tống tiền. Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho biết, Việt Nam hiện có hơn 72 triệu tài khoản mạng xã hội, số lượng rất lớn, song kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn của nhiều người còn rất hạn chế. Ông Hiếu dẫn chứng bằng hàng loạt vụ việc bị tống tiền như đã đề cập ở trên và chỉ ra thủ đoạn thường dùng của loại tội phạm này. Theo vị thượng tá, đầu tiên các đối tượng sẽ tìm cách làm quen, kết bạn với nạn nhân thông qua mạng xã hội. Nạn nhân được nhắm tới thường là nữ giới có độ tuổi còn trẻ hoặc các nam thanh niên mới lớn ít giao tiếp xã hội. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng sẽ dần đưa nạn nhân vào bẫy bằng việc dùng các chiêu trò dụ dỗ gửi hình ảnh, clip nhạy cảm. Với nạn nhân là nữ giới, đối tượng đưa ra các gợi mở hấp dẫn như mời làm mẫu ảnh khỏa thân, diễn viên nghiệp dư, trả công bằng tiền mặt hoặc thẻ cào điện thoại, hoặc giả vờ quan hệ yêu đương để đòi hỏi được chiều theo ý muốn. Với nạn nhân là nam giới, thủ đoạn phổ biến là tạo mối quan hệ tình cảm ảo để khơi gợi, đưa ra các hình ảnh clip nhạy cảm. Tinh vi hơn, có trường hợp đối tượng là nam giới nhưng lại đóng giả là nữ giới hòng đưa nạn nhân vào chồng. Thực tế, nhiều người do không lường trước được hậu quả nên đã tin tưởng gửi ảnh hoặc clip nhạy cảm của bản thân cho đối phương, thậm chí tham gia chat sex mà không hề biết các đối tượng âm thầm lưu lại tất cả. Đến một thời điểm nào đó, các đối tượng sẽ sử dụng chính những hình ảnh clip trên để uy hiếp, đưa ra yêu sách đối với nạn nhân, đòi hỏi có thể là về tiền bạc hoặc quan hệ tình dục. Nếu nạn nhân không đồng ý, đối tượng sẽ đe dọa phát tán, gửi hình ảnh, clip của nạn nhân lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân bạn bè. Nhiều người vì sợ mất danh dự nên buộc phải làm theo, có người mất số tiền lớn, trở thành nô lệ tình dục trong thời gian dài. Thượng tá Hiếu thông tin. Vẫn theo ông Hiếu, hành vi trên hiện rất phổ biến, nhưng việc điều tra lại rất khó khăn. Lý do là loại tội phạm này thường sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Để truy xuất từ một tài khoản ảo trên mạng xã hội đến một con người thật phía sau đòi hỏi rất nhiều công sức. Thêm vào đó, nạn nhân trong các vụ việc này thường có tâm lý e ngại, không trình báo hoặc trình báo rất muộn, khiến công tác tiếp nhận tin báo và triển khai biện pháp điều tra càng thêm khó. Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, những hình ảnh clip nhạy cảm một khi đã phát tán trên không gian mạng thường lan truyền rất nhanh, rất khó để ngăn chặn, thiệt hại về danh dự và nhân phẩm cho nạn nhân không thể đong đếm.
Để tránh trở thành nạn nhân, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự trang bị kiến thức, sớm nhận diện những thủ đoạn của tội phạm như đã đề cập, không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Nếu không may bị sập bẫy, người dân cần trình báo cơ quan công an sớm nhất có thể nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cũng như hỗ trợ tốt nhất cho công tác điều tra, xác minh vụ việc. Tiếp theo là sự việc một người phụ nữ đã dựng lên kịch bản tinh vi để lừa đảo bạn trai quen qua mạng, chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng. Chi tiết sự việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lấy chồng rồi sinh con từ năm 20 tuổi, nên dù đã lên chức bà ngoại, nhưng nhan sắc của người đàn bà một con Nguyễn Thị Hồng vẫn còn mặn mà. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Hồng đã trải qua nhiều cuộc tình và rồi đang sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông cũng từng lỡ dở một lần đò. Khoảng một năm trước, qua bạn bè giới thiệu, Hồng bắt đầu tham gia các trò chơi trên mạng Internet rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Trong lúc người chồng hờ đi làm công nhân tại một công ty thì Hồng lên mạng Internet kết bạn qua Zalo với những người đàn ông rồi hẹn hò gặp gỡ. Sau những lần như vậy, Hồng được cho từ 1 đến 2 triệu đồng, nhưng số tiền này chẳng thấm gì so với khoản nợ mà chị ta vẫn phải hàng ngày gánh vác. Vì thế, Hồng đã dựng lên một màn kịch lừa đảo cực kỳ tinh vi, từ từ đưa con mồi sập bẫy. Một trong số đó là Nguyễn Khắc Quy, sinh năm 1987, trú tại Hải Dương. Người đàn ông đã từng trải qua hai đời vợ, nhưng vào thời điểm quen biết Hồng đang trong cảnh chằn đường gối chiếc. Khoảng giữa tháng 1 năm 2021, với nick Hoa Quỳnh, Hồng làm quen với anh Quy. Trong quá trình nói chuyện, Hồng biết rõ gia cảnh của Quy, từ đó đối tượng đã đánh vào tâm lý của người đàn ông đang thiếu thốn tình cảm. Trong quá trình nói chuyện, Hồng chia sẻ rằng chị ta và chồng hờ sống không hạnh phúc. Hồng có một con gái đã bỏ chồng, đang học tại Đại học Y Hà Nội và nhà ở khu vực 559 thành phố Hải Dương. Sáng 19 tháng 1, anh Quy và Hồng hẹn gặp nhau tại quán cà phê Hồn Việt, địa chỉ xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ này, Hồng đã nói dối anh Quy đang cần tiền để nộp học cho con gái học Đại học Y Hà Nội. Được người tình thưởng cho những giây phút mặn nồng tại nhà nghỉ nên Quy chẳng cần đắn đo gì, đưa ngay cho Hồng vay 1 triệu đồng. Từ ngày 20 tháng 1 đến 30 tháng 1, quá trình trao đổi nói chuyện bằng tin nhắn qua mạng Zalo, Hồng nói dối anh Quy rằng chị ta đang bị bệnh phải điều trị, tiếp tục hỏi vay tiền anh Quy. Tin vào những lời nói ngọt như mía lùi của Hồng, Quy đã nhiều lần chuyển tiền đến hai số tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Thị Hồng. Quá trình nói chuyện, Hồng hứa gả con gái của Hồng là Phạm Thị Hoa, sinh năm 2001, đang học Đại học Y Hà Nội. Nhưng trên thực tế, con gái của Hồng đã lấy chồng sinh một con. Đến ngày 30 tháng 1, Hồng nhắn tin nói dối anh Quy là mình đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, nhờ Quy vay tiền hộ để điều trị bệnh, sau này sẽ bán đất trả tiền anh Quy. Từ khi nói dối anh Quy rằng bị bệnh, Hồng sử dụng nick cuộc đời. Số điện thoại đăng ký giả mạo là Phạm Thị Hoa, con gái Hồng, chủ động nhắn tin với anh Quy. Dưới cái vỏ bọc của con gái Hồng, đối tượng chia sẻ với anh Quy rằng cần tiền để trang trải chi phí điều trị bệnh cho mẹ. Trước đó, Hồng đã hứa hẹn sẽ gả con gái là Phạm Thị Hoa cho Quy, nên một lần nữa Quy lại tin vào những lời nói của Hồng, tiếp tục nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của mình vào hai tài khoản của Nguyễn Thị Hồng. Táo tợn hơn, ngày 13 tháng 2, Hồng lúc này trong vai con gái là Hoa đã nhắn tin nói chuyện với anh Quy về việc mẹ Hoa là Hồng bị ung thư phổi đã chết, do không có tiền trả viện phí nên bệnh viện không cho về. Quá trình nói chuyện, Hồng đồng thời gợi ý việc vay tiền để lo mai táng, tiếp tục hỏi vay tiền anh Quy và hẹn sẽ trả sau khi bán đất. Một lần nữa, anh Quy đã đồng ý và tiếp tục chuyển tiền. Ngày 16 tháng 2, Hồng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã gửi hình ảnh qua Zalo giấy ủy quyền. Đây cũng là mảnh giấy do chị ta tự làm với nội dung Hoa ủy quyền cho bà Vũ Thị Nhạn, sinh năm 1951, làm chủ mảnh đất đứng tên Hồng. Để làm giả giấy tờ ủy quyền trên, Hồng đã tự viết ký tên bà Nhạn, cũng như chủ tịch xã là Phạm Thanh Tuấn để anh Quy tin tưởng về việc Hoa sắp bán được đất. Sau đó, với cái tên là Mai, đối tượng tiếp tục nói với anh Quy rằng cần tiền để làm thủ tục cho Thúy về nước, tiếp tục hỏi vay tiền anh Quy. Lúc này, anh Quy nghi ngờ rằng đã bị Nguyễn Thị Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã đến Công an huyện Nam Sách và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương trình báo. Tổng số tiền anh Quy bị lừa đảo trong vụ án trên lên tới 550 triệu đồng. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.